Hello, xin chào tất cả anh em nha. Mình là Châu Đức Đạt, đến từ vị trí 60 Gun Shop. Thì dạo này mình rất là được anh em đi tỉnh ủng hộ luôn anh em ơi. Lại vào việc soạn hàng nè. Đầu tiên là chốt một bộ số gãy Rapido dành kẹt 150 về gáp như jean nè. Chứ không cần chế cháo cho anh em ơi, chắc là khỏe luôn. Tiếp theo là một cái gấp gia công dành cho anh em Seagood dài 52cm nè. Rồi qua đơn tiếp theo là một cặp mâm ba đao Ratchet Boy dành cho anh em Seagood, có thể gắn được cho 2-10 luôn anh em ơi. Size 1.6-1.85 nha. Chung với đơn mâm là một cặp vỏ nè. Đó, vỏ này size 50-60 nè. Có vỏ rồi thì bây giờ bốt buộc mình phải đi cặp gục, tại vì vỏ nhỏ không có loại không gục nha anh em. Qua đơn tiếp theo là một bộ bát nè anh em. Đó thì bát trước á là heo 4 bít, bát sau là heo 2 bít dành chẹt 135 nha. Có bát rồi thì bây giờ thằng em nó chốt thêm cái đĩa trước nữa nè, size 267 là đĩa kinh rồi rắc nha. Mẫu này là lồng trắng phen xanh nha, mẫu này rất là đẹp luôn anh em ơi. Đó, chung với đơn đó là một bộ ốc qua lăng Salaya, và đây là đơn cho thằng em giục luôn nè. Đó là có một cái vỏ và một cái gục, nhưng mà tại vì thằng em nó mua trước rồi rất là nhiều đồ anh em, bây giờ hôm nay vỏ mòn với lại gục lủng rồi, thằng em nó mua về để thay nè. Đó, đơn tiếp theo là giao sĩ 10 bộ cỏ lông heo nha. Đó thì về cho anh em gửi xe tại nhà, thì thằng em nó có đặt trước một bộ rồi, xong cái qua ngày hôm sau cái thấy đã quá xong rồi đặt thêm 10 bộ nữa anh em. Đó, quá trời đã rồi. On hàng thì cũng đã xong rồi, thì bắt đầu tặng logo cho anh em và đóng hàng đi tỉnh anh em. Trong lúc chuẩn bị đóng hàng thì có thằng em ở Đức Linh tới nè. Thằng em này là thợ nha, thợ máy, lấy một bộ lộ số đầu gồm một cây cam và một cục EQ ATE V4 mẫu mới nhất. Thì xe này thì tới lúc sáng rồi nè, tới lúc chiều thì cũng đã xong rồi, gắn một cái gấp DT10 dành cho rider. Trong buổi chiều mưa gió thì có thằng em tới nè, chốt một cặp vỏ mới Michelin Moto GP size 60-70 gai đua nha anh em, rất là đẹp luôn á. Thì cuối cùng anh shipper cũng đã tới nè anh em. Đó thì bây giờ thằng em tôi đang ginh ra phụ anh shipper nè ha. Rồi cuối video rồi, mình xin cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Anh em đừng cần đặt hàng hay mua hàng, kênh post trực tiếp cho Châu Đức Đạt nha.